Trước khi mà buổi lễ diễn ra thì các đồng đội tại Lanh là nhắn tin liên tục cho Như để hỏi về chương trình liên để mà có thể xem trực tiếp Như nhận giải ngày hôm nay, và mọi người đều gửi cái bàn tay như thế này để mà cầu nguyện cho Như. Thật sự là Như cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn. Và bên cạnh đó thì Như cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô cũng như là câu lạc bộ Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để hôm nay Như có cơ hội để được xuất ngoại và thi đấu tại đất nước Bồ Đào Nha, cũng như là ban huấn luyện và tất cả những người đồng đội của Như trong thời gian qua, trong năm vừa qua đã cùng Như trải qua một năm vô cùng tuyệt vời, đưa bóng đá nữ Việt Nam mình đến với đấu trường World Cup và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games trên chính mảnh đất quê hương của mình. Thật sự thì Như muốn chia sẻ với mọi người là cái khoảng thời gian Như qua Bồ Đào Nha thật sự là nó khoảng thời gian đầu nó thật sự rất là khó khăn. Đôi khi Như gọi điện về cho gia đình, Như thấy giọt nước mắt của cha mẹ Như. Và những cái bước chân của Như đi á thì nó nhưng như luôn tự nói với mình là phải càng mạnh mẽ hơn. Và Như luôn đặt cho mình một ước mơ để mà và Như luôn đặt cho mình một cái mục tiêu và một cái ước mơ. Và Như luôn tự nói với bản thân mình là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Dù thực tế có như thế nào thì mình cũng phải giữ cái ước mơ đó ở nơi ấm áp nhất trong trái tim của mình. Có thể nó sẽ không trở thành hiện thực, nhưng mà chí ít nó sẽ mang đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc. Và chắc chắn một điều là nó sẽ giúp cho mình trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Và Như cũng muốn gửi lời cảm ơn đến báo Sài Gòn Giải Phóng. Vì Như nghĩ giải thưởng này không chỉ là một giải thưởng mà nó chính là ước mơ, một phần trong ước mơ của từng cầu thủ Việt Nam. Và để thể hiện cái tình cảm của Như thì Như cũng muốn gửi một chiếc áo dành tặng cho báo Sài Gòn Giải Phóng trong chương trình ngày hôm nay. Thì đây là chiếc áo mà Như đã ghi hai bàn thắng và nhận MVP trong vòng đấu thứ 6 với câu lạc bộ Famalicão. Và Như muốn gửi chiếc áo này đến báo Sài Gòn Giải Phóng để cùng Như quyên góp cho quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Vì Như nghĩ đối với trẻ em thì các bé không cần phải những món quà thật là cao to, thật là lớn lao. Đôi khi nó chỉ là một quả bóng, đôi khi nó chỉ là một đôi giày, hoặc đôi khi chỉ là một que kem. Nhưng Như biết bởi vì đó từng là ước mơ lớn lao trong cuộc trong của Như khi còn là một cô bé. Và Như muốn cùng với tất cả mọi người góp một chút ít phần nào đó để nuôi dưỡng ước mơ của những trẻ em Việt Nam, và đó chính là tương lai của đất nước Việt Nam mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mặt ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam thay mặt đơn vị báo Sài Gòn Giải Phóng xin cảm ơn tình cảm cũng như là tấm lòng của tuyển thủ Bình Như đã gửi tặng chiếc áo có chữ ký cho các đồng đội ở câu lạc bộ Lanh. Và thay mặt ban tổ chức thì chúng tôi hứa sẽ nhận chiếc áo và tổ chức có thể là những cái một buổi đấu giá hoặc là quyên góp để gây quỹ ủng hộ theo cái nguyện vọng của tuyển thủ Bình Như. Và cũng xin chúc Bình Như tiếp tục thành công trong sự nghiệp của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho câu lạc bộ hiện tại cũng như là đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhất là mục tiêu cao nhất là đấu trường World Cup sắp tới. Xin chúc mừng.